hello cả nhà. Yêu gọi hello cả nhà. Đô ta cũng chìm. Town is under attack. Our brethren's town is under attack. Hay ta. Gà trứng vịt. Attack.
Halo Queen. Tây đi, vào tây đi. Hai quỷ với châu quá. Brethren's town is under attack. Brethren's town is under attack. Under attack. Our forces are under attack. Thấy cái này lên. Brethren's town is under attack. Owned. Dominated. Owned.
Rồi, gì? Được hôm quay lại Dota ơn rồi. Cảm ơn Quang Hoàng nha. Ở yên biến không? Hello Nguyễn Tiến Dũng nha. Alo, có ai chị nào Liên Minh không? Không, ở đây Dota. Ủa nãy sao tưởng Hưng Phi đánh Liên Minh? Hỏi Hưng Phi xem. Vãi em Tùng, giờ này hỏi cờ tỷ phú mem. Lúc đánh Dota kêu cờ tỷ phú, bó tay thiệt. Lúc đi ngủ thì kêu chơi Dota. Gờ gờ. Trời ơi, tuôn hụt. À, tuôn ngồi lọt khe. Our brethren's town is under attack. Forces are under attack. Gì? Trâu dữ, cà vàng. Trời. Quá chè. Cô đáp mà tới rồi.
hồi xong bãi cớt tới mờ. Ca đám đệ của nó đi hết rồi. Cày. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. My. Brethren's town is under attack. Brethren's town is under attack. Đúng rồi, tài lại hay đập gái ngay. Dạ chơi mấy em kia đồng đẹp gái đúng không? Họ toàn đánh kia đã gãy rồi. Được rồi. Dũng kêu cái nó bật Spotify lên. Quỷ cái này. Nó lại quậy vậy đó. Xong mới lúc mà chờ DH là bắt đầu giỏi.
Killing spree. Tự nhiên lọt thế. Ma luôn. Our forces are under attack. Cái gì vậy trời? Đâu quá ông chơi quên thiệt chứ. Ở chung trực nha. Thế nghỉ có hơn tuần chục ngày chơi lại quên hết sạch như newbie gg. Ủa gà. Lộ lộ lộ. Nó thấy thằng Kenny luôn á. Tụi nó có sen hay gì vậy? Ding 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 motherfucker.
Mình lên phát giỏi ngược lên trên nè. More gold is required. Ok. Cáo thiệt chứ, con ngáo vừa luôn á. Quên hết cả sai luôn. Giỏi rồi. Cá thật này. Tao trừ DH nó lại giỏi. Toàn quá. Our brethren's town is under attack. Our brethren's town is under attack. Trời đậu. Trời ơi. Phố hoàng đứng im luôn. Gờ gờ thiệt. Nữa. Bật thiệt á, mà bật giờ luôn á. Tôn đúng lâu luôn. Ôi kìa. Cứu. Ôi xong. Ê, nó có siêu lệnh. Hai lần người hả em, đây là chơi lại. Giờ mọi người kêu quá, chơi lại. Mà chơi lâu lâu chơi thôi. Chứ không phải kiểu like như ngày nào cũng like với người trước nữa. Lâu lâu chơi một hai game. Nghỉ chục ngày xong đánh không nổi luôn. Chịu. Cứng tay. Này là tiên Joker chứ Invoker vậy. Invoker vô tay con Pikachu quen.
Rồi. Our forces are under attack. Thôi lại chết rồi. Ông đánh rồi đánh lại kìa. Hay quá, cho Pikachu múa xuất sắc luôn, giết được Fui luôn. Gót mót sao đây. Hoàng đất đôi nét nha. Lên quan tài và vô hạn không. Chắc phải lên quan tài thôi chứ thiệt. Nghĩ xong giờ múa coi nhất cấp ăn mắt luôn. Tệ, năm 2 mà nó kêu mình fit đơn. Láo thiệt. Lao. Không hiểu sao bật gót trước mặt tụi mình luôn hả. Ủa kìa. Ông à nó đang thấy hả? Hỏi sao không lóc được. Quê. Bật BKB.
Trời ơi, đau quá ba má ơi. Rồi vừa lo thay vừa BKB vừa si lệnh nữa. Dần hoài. Oh.
rồi. Thì lâu quá kìa. Sao chơi lóc kiểu đó vậy? Đù mía ra đến mè rồi. Cứu mày mè. Bóp giá đâu vậy? Normally. Tết mồ hôi hột luôn á. Cứu em. Ôi trời ơi.
Anh chỉnh lại đó, ok anh ơi. Tại em có đổi game ấy, xong có phải chỉnh đi chỉnh lại á. Lina ra Siva có phải tăng tơ đâu nhỉ? Thì team đâu có ai tăng đâu. Lên sao mình sống được là được rồi. Rửa chết queo luôn.